Sáng nay ngày 26 tháng 2, bệnh nhân cuối cùng trong số 16 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 sẽ chính thức được ra viện tại phòng khám đa khoa khu vực Quan Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến nay, Việt Nam đã có 16 trên 16 ca bệnh đều đã được chữa khỏi. Dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang làm rất tốt, kiểm soát tốt dịch bệnh. Đây là kết quả của sự chủ động thực hiện công việc cần thiết rất sớm khi dịch bệnh chưa bùng phát tại Việt Nam. Các biện pháp chống dịch Việt Nam đã làm từ giữa tháng 12. Cá nhân tôi và nhiều đồng chí ở đây, một năm không có Tết, chúng ta đang thực hiện cao hơn mức kiến nghị của WHO và sau này được khẳng định là rất đúng đắn. Chúng ta đã xây dựng kịch bản với 5 mức. Mức thứ 4 tính tới 1.000 ca nhiễm, mức thứ 5 tính tới 30.000 người nhiễm. Kịch bản thứ 5 chỉ lưu hành nội bộ trong ngành y tế, ông Đàm nói. Việt Nam đang làm tốt công tác dập dịch. Tại Sơn Lôi, đã 13 ngày không có ca mắc bệnh mới. Điều này khẳng định sự quyết liệt phòng chống dịch tại Việt Nam đã phát huy được hiệu quả. Phó Thủ tướng cho biết, việc cách ly để có ý nghĩa quan trọng trong việc cắt đứt con đường lây truyền của bệnh COVID-19. Việc cách ly sẽ có những bất tiện, nhưng vẫn cần phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm trong khu cách ly nội bộ. Ngoài công tác phòng chống dịch thì Thủ tướng cũng lưu ý cần phải nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường, trẻ đến trường được an toàn, người tới du lịch cũng phải an toàn. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, Bộ Y tế Thụy Sĩ xác nhận ca đầu tiên dương tính với chủng mới của virus corona tại quốc gia này. Bộ trên cho biết sẽ công bố thông tin chi tiết về ca nhiễm đầu tiên trong vài giờ tới. Kênh truyền hình RTS đưa tin giới chức vùng Ticino giáp biên giới Italy đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh là ở vùng này. Trong khi đó, giới chức y tế Tây Ban Nha cũng xác nhận ca nhiễm virus đầu tiên ở vùng Catalonia. Báo chí dẫn nguồn tin từ giới chức y tế nước này cho biết đây là ca nhiễm đầu tiên nhiễm virus trên đất liền của Tây Ban Nha và là ca thứ tư được xác nhận nhiễm bệnh tại quốc gia này. Trước đó, ba du khách người Đức, Italy và Anh đã được xác nhận nhiễm virus tại quần đảo của Canary và Mallorca. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã dừng mọi chuyến bay chở khách và chở hàng đến từ Iran sau khi đến các quốc gia láng giềng như Kuwait, Bahrain công bố các ca nhiễm virus mới. Trong hai ngày qua, Kuwait, Bahrain và Oman đã ghi nhận 29 ca nhiễm, trong đó có những tín đồ trở về từ Iran. Theo thông báo của Tổng cục Hàng không Dân dụng của Ả Rập, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 25 tháng 2 và kéo dài một tuần. Ả Rập đã công nhận 13 ca dương tính với virus COVID-19, tất cả đều là người nước ngoài. Bahrain cũng đã tạm thời cấm công dân di chuyển tới Iran cho tới khi có thông báo mới. Oman tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ Iran vào ngày 26 tháng 2, đồng thời lên kế hoạch đón công dân nước này từ Iran về nước. Tại Iraq, tất cả các thánh đường Hồi giáo, đường phố và trung học tại các thành phố của Nasir đều đã ngừng hoạt động. Đây cũng là thành phố ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Iraq, là một học viên người Iran đang nghiên cứu đạo Hồi tại đây. Hiện dịch COVID-19 đang có dấu hiệu lây lan tại các nước ở châu Âu và vùng vịnh. Ngày 25 tháng 2, các quốc gia vùng vịnh đã tuyên bố những biện pháp mới giảm các tuyến bay tới Iran để ngăn chặn sự lây lan dịch. Theo thống kê, tính đến ngày 25 tháng 2, Iran ghi nhận 16 ca tử vong do COVID-19 và tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở nước này là 95 người.